Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung trình sau đây. Sáng ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã thực hiện các thủ tục tố tụng và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Ngọc Hải, sinh năm 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong thời hạn 3 tháng 15 ngày. Hải là tài xế điều khiển xe tải mang biển số 29H88960 gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn hôm 8 tháng 6, khiến ba người không qua khỏi trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên. Đến ngày 26 tháng 6, tức sau 19 ngày lần trốn, tài xế Hải mới ra độc thú tại Công an tỉnh Hà Nam. Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Xuyên đã cử tổ công tác ra tiếp nhận đối tượng và xin lý về Hà Tĩnh. Theo lời khai, hai năm nay, Hải làm nghề lái xe tải đường dài, vận chuyển hàng cho một công ty có trụ sở đóng ở thành phố Hà Nội. Đầu tháng 6 vừa qua, Hải và đồng nghiệp quê Quảng Bình cùng điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 29H88960 vận chuyển hàng vào miền Nam. Sau khi giao hàng trên đường về, người đồng nghiệp xuống xe ở Quảng Bình, Hải một mình trở lại miền Bắc. Đến khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, xe của Hải khi di chuyển trên quốc lộ 1 đoàn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên đã tông vào đuôi ô tô tải biển số Hà Tĩnh 38C 180XX, lưu thông cùng chiều phía trước đang chuyển hướng sang đường. Cú tông mạnh khiến ô tô 38C 180XX lao sang làn ngược chiều và bị xe đầu kéo tổng trực diện. Vụ việc khiến ba người ngồi trên ô tô tải Hà Tĩnh không qua khỏi. Hải thừa nhận rằng thời điểm đó đã nhìn thấy xe tải Hà Tĩnh bật xi nhan chuyển hướng, nhưng do khoảng cách gần nên không xử lý kịp. Sau khi va chạm, Hải dừng phương tiện xuống kiểm tra và thấy ba người không qua khỏi, do quá hoảng sợ và lo lắng, tài xế này vội rời khỏi hiện trường. Hải sau đó có gọi điện cho người thân thông báo về vụ việc và nhận được lời khuyên nên sớm ra trình diện công an, nhưng Hải đã không làm theo. Trong suốt hơn nửa tháng qua, Hải di chuyển qua nhiều địa phương đến Hà Nội rồi tới một số tỉnh miền núi phía Bắc. Quá trình đó Hải gần như cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, Hải nói rằng suốt thời gian chạy trốn, anh ta gần như không khi nào chợp mắt được, hình ảnh đau lòng của vụ tai nạn luôn xuất hiện trong đầu. Từng ngày trôi qua, sức khỏe tinh thần của Hải càng suy sụp. Sau khi ra đầu thú, anh bày tỏ rất ân hận về việc mình đã gây ra. Tài xế này cũng nhận lỗi với các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời mong nhận được sự tha thứ. Trong vụ việc này, cảnh sát xác định trước khi xảy ra vụ việc, ô tô tải biển số Hà Tĩnh đã bật xi nhan chuyển hướng, song ô tô tải do Bùi Ngọc Hải điều khiển đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ, dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn. Do Hải không ra trình diện, ngày 8 tháng 6, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định truy tìm Bùi Ngọc Hải. Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hải về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến ngày 24 tháng 6, cơ quan điều tra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này. Hơn nửa tháng qua, công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt Bùi Ngọc Hải, trong đó có tiếp xúc, gặp gỡ người thân, bạn bè của đối tượng này để vận động đối tượng ra đấu thú, khai nhận sự việc.